Vì sao truyền hình quốc tế lại bất ngờ nói về 6 tuyến cao tốc dài nhất, đẹp nhất Việt Nam? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, một chương trình truyền hình của Mỹ trên kênh BBC đã xem xét cơ sở hạ tầng đường bộ trên khắp thế giới. Trong khi xảy ra đại dịch do virus corona, những người đi du lịch nước ngoài đã xem xét cơ sở hạ tầng của những con đường cao tốc ở những quốc gia mà họ có thể đi lại. Trong quá trình đó, phát thanh viên của chương trình kia đã quan sát các tuyến đường cao tốc ở châu Á và tỏ ra rất ngạc nhiên về sự chênh lệch trình độ xây dựng đường cao tốc giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển hơn như Nhật Bản, Trung Quốc. Trước đây, việc xây dựng được bao nhiêu tuyến đường cao tốc và mở rộng mạng lưới đường bộ đến các vùng núi xa xôi là điều quan trọng hơn cả. Nhưng ngày nay, chất lượng và sự thuận tiện của những con đường đó cũng rất quan trọng và luôn được các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng. Việt Nam là một trong những quốc gia nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong lĩnh vực này. Khi BBC đưa tin về các cơ sở đường cao tốc trên khắp thế giới, họ đã làm một bản tin về 6 làn đường cao tốc dài nhất, đẹp nhất ở Việt Nam. Đó là đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 265 km, đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài 175 km, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài hơn 140 km, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hay còn gọi là Quốc lộ 5B có chiều dài toàn tuyến là 105,837 km, đường cao tốc La Sơn - Túy Loan có chiều dài 77,5 km và cuối cùng là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài 54,72 km. Bản tin đã cung cấp thông tin xoay quanh các tuyến cao tốc này, từ vị trí đến cơ sở hạ tầng của chúng. Nhưng đáng lưu ý hơn cả, họ đã hết lời ca ngợi cơ sở hạ tầng của Việt Nam chúng ta. Người dẫn chương trình thậm chí còn kết luận rằng mọi quốc gia trên thế giới đều nên coi Việt Nam là hình mẫu vì đường cao tốc ở Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng đó. Vậy có điều gì ở các đường cao tốc Việt Nam đã khiến người nước ngoài phải ngạc nhiên đến vậy? Trước hết, hãy nhìn sang các nước mà BBC đã lấy ra so sánh với Việt Nam về vấn đề này. Trung Quốc, một quốc gia phát triển hơn nhiều lần Việt Nam, lại chỉ được gọi là G2, giống như một quốc gia lạc hậu về đường cao tốc. Mặc dù Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới đường cao tốc trên một vùng đất rộng lớn với tốc độ xây dựng nhanh khủng khiếp, nhưng chất lượng và sự tiện lợi của cơ sở vật chất ở đây không khác gì những năm giữa cuối thế kỷ 20. Hầu như không có khu vực để tài xế nghỉ ngơi sau khi di chuyển một thời gian dài liên tục trên đường cao tốc, và các khu vực nghỉ ngơi nằm bên ngoài các thành phố lớn, thực tế chỉ là những tòa nhà bỏ hoang không có nhân viên quản lý. Đó là lý do tại sao có nhiều trường hợp người dân đi tiểu ở bụi cỏ ven đường cao tốc. Họ buộc phải dừng xe bên lề đường cao tốc để giải quyết nhu cầu thiết yếu của mình. Nhìn thấy điều này, người dẫn chương trình truyền hình của Mỹ đã có ấn tượng không tốt và cho rằng nếu cô ấy định lái xe trên đường cao tốc ở Trung Quốc, thì trước tiên cô ấy sẽ phải giải quyết vấn đề đi vệ sinh trước. Tiếp theo, người dẫn chương trình trên kênh BBC tập trung vào đường cao tốc của Nhật Bản. Cô cho rằng Nhật Bản là quốc gia tiên tiến hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng cô đã vô cùng thất vọng khi cơ sở hạ tầng đường cao tốc của họ không hơn Trung Quốc là bao. Ở Nhật Bản, chỉ có số lượng chứ không có chất lượng. Cô cho biết, có một số lượng lớn đường cao tốc được lắp đặt, nhưng Nhật Bản lại ít đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nên hầu hết chúng đều lỗi thời. Để giữ cho các con đường trong tình trạng tốt, cần có sự quản lý thích hợp và nhiều lần sửa chữa, tái thiết quy mô lớn. Đó là điều mà Nhật Bản bỏ qua, và hơn một nửa số cây cầu cao tốc dự kiến sẽ lỗi thời vào năm 2030. Biên tập viên của chương trình, người luôn nghĩ rằng sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong quá trình kiểm tra an toàn và giải quyết vấn đề là thế mạnh của Nhật Bản, đã chỉ ra sự thật nhức nhối rằng sự an toàn của đường cao tốc Nhật Bản là rất đáng nghi ngờ. Biên tập viên không thể giấu được sự thất vọng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của đường cao tốc ở Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng đến lúc chuyển tin sang Việt Nam, phản ứng của cô đã thay đổi 180 độ. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là trầm trồ và khen ngợi không ngớt. Điều này là do mức độ hiện đại cơ bản của cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam cũng như sự thuận tiện của nó cao hơn nhiều so với các nước khác. Đường cao tốc là đường được thiết kế để giới hạn đường mà bạn có thể đi vào và cho phép bạn lái xe với tốc độ cao. Đường cao tốc là mạng lưới giao thông quốc gia cơ bản nhất cho nhiều phương tiện di chuyển với tốc độ cao và là tuyến vận tải quan trọng cho logistics trong nước. Đó là lý do vì sao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương được xây dựng trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế đã được nhiều người đặt cho biệt danh là động mạch chủ của nền kinh tế Việt Nam. Đã gần 20 năm kể từ khi tuyến đường cao tốc đầu tiên của Việt Nam, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương thông xe vào năm 2004. Tổng chiều dài đường cao tốc ở Việt Nam khoảng 2.000 km, tự hào với cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, được đan xen rất dày đặc so với diện tích đất liền của cả nước. Xét tổng chiều dài đường cao tốc ở một số nước Đông Nam Á như Philippines khoảng 900 km,
Có thể thấy Việt Nam đã đầu tư nhiều vào việc xây dựng mạng lưới đường cao tốc lớn như thế nào. Giờ đây, ETC đảm bảo đường cao tốc đi nhanh đã được phân phối 100% cho tất cả các đường cao tốc ở Việt Nam. Với việc Việt Nam là một cường quốc về công nghệ thông tin, việc lắp đặt và thanh toán phí cầu đường cũng trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc ở Việt Nam hiện có các tiện ích và dịch vụ đẳng cấp thế giới. Các khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc được lắp đặt trên khắp đất nước với khoảng cách từ 30 đến 40 km sẽ có một trạm và có nội thất phong cách thân thiện với người đi đường. Nhiều quán ăn, trung tâm mua sắm cũng xuất hiện một số trạm dừng chân đông lưu lượng qua lại. Đặc biệt, khi biên tập viên kênh thời sự này thấy một trạm dừng nghỉ giữa đường cao tốc Hà Nội, cô ấy thốt lên rằng: "Làm thế nào mà họ lại nảy ra ý tưởng này được? Đây thực sự là trông giống một cửa hàng bách hóa, chứ không phải chỉ đơn giản là một khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc, và cô ấy rất ấn tượng với nó." Ngoài ra, cô ấy đánh giá rằng các làn xe buýt nằm trên đường cao tốc đóng vai trò quan trọng trong giao thông công cộng và bảo tồn môi trường. Hơn hết, điều có thể mong đợi ở các tuyến đường cao tốc của Việt Nam là chúng đang không ngừng cố gắng phát triển và hoàn thiện trong tương lai. Hiện tại, Việt Nam đang đẩy nhanh việc xây dựng đường cao tốc thông minh để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên lái xe tự hành. Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện để xe tự hành hoạt động bằng cách thu thập thông tin giao thông thời gian thực và quản lý dữ liệu thông qua hệ thống giao thông thông minh. Ngoài ra, cô ấy cho biết Việt Nam đang đầu tư vào an toàn và phòng ngừa tai nạn bằng cách sử dụng công nghệ IoT để cải thiện hơn nữa vào việc bảo trì đường cao tốc và an toàn giao thông. Đồng thời, Việt Nam cũng từng chỉnh làng máy bay không người lái để có thể góp phần kiểm tra, kiểm soát an toàn trên đường cao tốc. Hơn thế nữa, Việt Nam đang giảm 110.000 tấn carbon dioxide mỗi năm bằng cách triển khai sản xuất điện mặt trời trên đất liền gần đường cao tốc và đang nỗ lực hết sức để bảo vệ môi trường, trung hòa carbon bằng cách liên tục lắp đặt các thiết bị sạc nhanh cho xe điện. Không quá lời khi nói rằng, sức mạnh công nghệ của Việt Nam dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nó hiện đang được đưa vào các tuyến đường cao tốc, mở ra một kỷ nguyên mới. Từ xa xưa, đường xá là một trong những chỉ số đánh giá năng lực của một quốc gia. Cho đến ngày nay, trong thế kỷ 21, khi nhu cầu di chuyển và giao thương của con người không ngừng tăng cao, mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng có thể thống nhất trên cả nước vẫn là những tài sản quan trọng. Nó thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước và sự phát triển kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng và quản lý nó để hoạt động hiệu quả, an toàn trong một thời gian dài và tiếp tục phát triển nó với các công nghệ tiên tiến là một nhiệm vụ cần thiết cho tương lai của đất nước. Về mặt này, biên tập viên chương trình của Mỹ nhấn mạnh rằng, có thể đảm bảo là đường cao tốc Việt Nam đứng ở vị trí đáng chú ý đối với toàn thế giới. Thấy người nước ngoài nhận xét tích cực và ca ngợi đường cao tốc của chúng ta như vậy, chúng tôi thực sự rất tự hào về sự phát triển không ngừng và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại của đất nước mình. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề này? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Tri Thức Việt.